Ôi bạn ơi, Quyền đấy. Hôm qua có một con bé gửi đến bạn tôi. Tôi thấy là có bạn chung là bạn. Anh không biết không phải bạn biết không? Đầy á? Ừ. À, à đúng rồi. Quen à? Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Ừ. Có yêu chưa? Ừ. Chưa. Xinh ấy nha, xinh ấy nha. Mà này, sao giờ này mà bố kia bố chưa đến nhở? Hẹn hò chán thế. À, có khi ấy, ở nhà vợ cũng đấm nó trận rồi. À, chắc kéo lại luyện võ với vợ rồi. À, anh Giảm. Có bạn nào lâu hết? Mặt mũi. Ui dồi. Như kiểu bị ống đốt. Tối qua anh nhậu về, anh về nở võ, con chó nó chạy ngang qua đường, anh phanh không kịp. Thế là xòe phát, là phát mồm với thầy thật. Thôi thì chó rồi. Này, 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 này. Thế đâm vào chó hay là bị con vợ múc mấy trận đây? Tối hôm qua hai vợ chồng luyện công với nhau. Ai rồi. Nói gì? Nhà có nắp. Ai biết? Tính anh nó này. Anh là chết cướp, con vợ anh đập phát chết luôn. Ui dồi, này. Ôi. Chắc là dấu quỹ đen quỹ đỏ nó chặt táng cho. Ôi, lạ gì. Nó phát hiện quỹ đen chứ gì. Ôi dồi. Ôi dồi ôi. Đọc ngay mà lại kín teo vẫn biết. Ôi dồi. Tình thật đấy. Thấy bạn thấy không? Đọc vị ngay mà lại. Này, mà anh nói thật với chú biết chứ. Con vợ của chú ấy, anh thấy nó cầm tinh con độc gấu. Rồi, nhìn đi ngoài đường nha. Tôi đố ông nào mà không sợ đấy. Giá thì như võ sĩ ấy. Ôi dồi, nói chuyện như là đông. Vợ con rồi ác như con hổ ấy. Tôi đã bảo đánh nhẹ nhẹ thôi, mai tôi đi làm. Tôi làm cho vương được phép đấy. Như là con hồng lôn thế này. Không phải là bóc cày đâu khác. Mà chung quy cũng chỉ tại tớ không có tiền. Tớ không có tiền ấy, còn lâu tôi mới phải giấu quỹ đen. Với hết cả mồm thế này. Không có tiền thì đi cày, có thế rồi. Thôi. Đúng. Thôi cố lên ông ơi. Mà bây giờ làm gì để có tiền? Thì đi làm. Sắp tới còn nhiều việc mà, anh em cứ cày đi. Ừ. Để nào chẳng kiếm được cái job lắm tiền. Đúng rồi. Ngày nào tới chẳng đi làm, vẫn không đủ. Tôi công nhận anh ạ. Rồi anh em mình thì nào chẳng tìm được cái gì nó. Đúng không? Đúng rồi. Kiếm được nhiều tiền hơn. Ủa. Phải có thời gian. Được rồi. Lần này nhá. Tao sẽ quyết tâm kiếm ra tiền. Anh em mình bây giờ thế này, tập trung vào kiếm cái việc gì ra thật nhiều tiền, mà thời gian thì chỉ bằng anh mình đi làm thôi. Có lý không? Mà bây giờ là phải suy nghĩ, anh mình phải tìm. Được rồi, quyết nhá. Quyết nhá. Lần này tôi quyết tâm kiếm ra tiền. Được. Mẹ chưa à? Mẹ nha, chốt nha. Chốt nha. Đi nha. Đi luôn nha. Thế chứ nhỉ? Về xử lý luôn cái bà sư tử Hà Đông nhớ không? Nước chảy về đâu, mãi xa ta không sao dưỡng được. Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền, làm dối cả lòng ta. Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu. Kỳ ngàn. Huynh đệ! Anh em chơi với nhau bao nhiêu lần? Chơi từ thời cởi chuồng. Đúng rồi, anh em sưng máu mà. Đúng rồi. Từ lâu rồi đúng không? Thế anh đối xử với các chú thế nào? Very good. Thế các chú có thích ăn thịt lợn không? Thế ông cũng hỏi. Ông ăn cái gì ông hỏi câu lạ thế, thằng nào cũng thích ăn thịt lợn. Được. Chuyện là thế này, anh có nuôi cái con heo vàng từ hôm nọ ấy. Anh đương nhiên là nó vẫn phát triển tốt, thế nhưng mà tự nhiên hôm nay lại rớt giá. Anh đang cần một ít tiền này để nuôi tiếp. Mà anh tin là không sao đâu, vài hôm nữa nó lại lên lại thôi. Cái chiêu trò của mấy cái thằng chủ sĩ mà. Này 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 này. Hôm qua bạn có xem trận bát sạc với Real. Bạn ơi, El Clasico tối hôm qua. Ui, thằng Messi lịch sử luôn bạn. Này. Cái vấn đề quan trọng bây giờ đấy là hôm qua bạn cũng xem à? Công nhận Ronaldo đá hay không? Xem không? Bạn ơi, thằng Ronaldo. Anh bỏ đánh bóng lâu rồi. Thì bây giờ là các chú có tiền không cho anh mua một tí, là anh mua thịt lợn.
À, từ từ anh. Người yêu của bạn. Ừ, đúng rồi đấy, bạn nhắc người yêu. À, ừ, đây, đây. Chưa bảo bạn nha. Chưa bảo chúng quên mất qua người yêu tôi để đi tẩy lông chân. Kìa, huynh đệ, ở kia, huynh đệ. Hoàng Anh, bao giờ ông trả tiền cho bọn tôi đấy? À, từ từ. Sắp có tiền rồi. Lại từ từ. Từ từ chục lần rồi đấy. Bây giờ bọn tôi đi làm ngày không có cái gì đổ vào mồm bên này. Tôi còn sốt ruột hơn các ông. Cứ từ từ. Lại từ từ. Lại mà lại 2-3 ngày sau. Chục cái 2-3 ngày sau trả thấy tiền đâu không ạ? Nào thì bao giờ nó trả tiền nữa. Sắp lên sắp có tiền rồi. Lại sắp. Run. Hoàng, em không đi làm à anh? Hoàng á? Ừ không, anh Hoàng á, anh đi làm từ sáng giờ anh có thấy nó đến không công ty à? Đâu. Nhờ, yeah. Bạn gặp không? Không. Ông ấy cầm sổ đỏ nhà em đi. Cả tiền của em nữa, 2-3 ngày nay tôi không thấy mặt đâu cả. Cầm cả sổ đỏ đi. Cả tiền à. Ê, cái này, hay ông bị làm sao? Ừ, chắc là có việc gì đấy thôi. Vấn đề gì? Em gọi điện cả ngày hôm nay rồi không nghe máy đâu. Còn có chuyện gì thì cũng phải nói với vợ con chứ. Thử nhắn tin xem nào. Ừ. Thì ra mới chơi cái trò này. Ôi anh xin đồ, anh xin. Tiền đâu? Số đỏ tới đâu? Thôi anh xin, anh giải thích xong rồi. Sắp có tiền rồi, cứu tao, cứu tao. Từ từ anh xin, đây là cơ quan em ơi. Anh xin, sắp lên rồi đấy này. À, nuôi lợn. Ừ, từ lúc bố đi phát lên. Đang nhìn nhé. Ai nào? Điện thoại. Vào bạn ơi. À. Lên thật thì sao ấy? Ôi trời. Nó đang lên cao này. À. Vào luôn nhanh lên. Tự dừng chó ngáp phải rồi. Nhanh lên. Xong có tiền rồi. Bạn ơi. Hả? Bạn ơi, đang có cầu đẹp này. Cầu đúng cầu hôm thằng Hoàng có đánh luôn này. Vào theo luôn. Ồ. X2 trước nha. Ok. Chuẩn luôn, cái cầu của thằng Hoàng đánh luôn. Đấy nó này, bây giờ nhá, bạn vào X4 luôn cho tôi. Thế nào cũng ăn. X4 á? Ừ. Ok luôn. X4. Có X4. Lại về. Ô, sao tiền lại vào dễ thế nhỉ? X6 luôn bạn ơi. Vào luôn cái cầu X6 đi. Phải có tiền rồi, đau hết lại cả đầu. Lại phải tiêu tiền rồi. Ok. Có lẽ chim phương trời mời phương chư Phật chư Phật nhập. Có lẽ thật linh thổ lượng lệnh quan thêm đồ tan cứu khổ cứu nạn. Phụ đồ trí cho con ăn một phát. Có tiền mua ô tô, có tiền mua nhà, có tiền mua vợ, thì mua đi du lịch. Rõ ràng là có. Về rồi, tiền là nhiều khi không mà có. Bạn ơi, tầm này nhá, đi ăn không phải nghĩ vào hóa đơn, không phải nghĩ. Ok chưa ạ? Bạn ơi, khoan. Anh em mình là cái gì? Nào, làm sao? Làm sao đây? Đau đầu. Đây, tay đây. Tất tay là đúng chứ còn sao nữa. Trời ơi. Phòng hành chính ở đâu ạ? À, phòng hành chính á, đi thẳng dưới phải. Phòng hành chính, ra phòng hành chính mà. Sao đấy? Em đến xin nghỉ cho Hoàng nhà em. Ơ này, chứ Hoàng làm sao mà phải xin nghỉ? Ừ. Anh ấy nhập viện rồi. Nhập viện á? Ừ. À, em lại đánh nó chứ gì? Lạ gì? Không. Từ ngày em cấm anh ấy chơi, còn đánh theo, cứ lên mãi. Anh tiếc quá. Nhồi máu nhập viện rồi anh ạ. Nhồi máu nhập viện rồi á? Ờ.